Quy Mô đường phát động tấn công không thành công của trung vệ bên phía Roma. Có vẻ như thì thủ thành của Roma FC đang gặp bất lợi khá nhiều khi anh đang phải đứng ở hướng ngược nắng, và có vẻ như thì các cầu thủ bên phía IDC cần phải tận dụng cơ hội này để có thể có lợi thế ở trong hiệp 1. Đây là Minh Sẹt, người sẽ chơi ở vị trí trung tâm cùng với cầu thủ mang chiếc áo biết số 23, anh Lý, người sẽ đảm nhiệm vị trí chia bài và làm bóng dành cho các cầu thủ bên phía Roma. Anh Khoa rất nhịp nhàng. Tuy nhiên thì một cầu thủ đồng đội tuyến trên của Roma đã không thể khống chế bóng thành công, vẫn còn xử lý khá lập bập đến từ các cầu thủ phía Roma. Đây là cú dứt điểm từ xa, người cố thủ vùng tròn đó chính là V10. Tuy nhiên thì độ chính xác không cao. Lên bóng dành cho ITC. Đường truyền không thành công đến từ vị trí của Minh Sẹt. Và đây sẽ là phản công nhanh dành cho các cầu thủ phía Roma. Anh Khoa, bên dưới đang có Anh Quốc. Vẫn còn, đây là Anh Quốc. Tuy nhiên thì Phong Đồng Gánh đã có thể lui về và cướp bóng thành công. Vẫn còn. Đó là những pha xử lý khá lập bập của các cầu thủ phía ITC trước vòng cấm của thủ thành bên phía các thủ biết. Thủ thành tên gì anh? Và người đang đứng trong khung gỗ của ITC đó chính là thủ thành Thiện Lành. Vẫn là một đường truyền dài quen thuộc của các cầu thủ phía Roma. Đây là Anh Quốc. Anh đã có một cú dứt điểm một chạm rất tốt. Tuy nhiên thì bóng đã đi vọt xa khung thành của thủ thành Thiện Lành. Ở trong trận cầu đầu tiên thì chúng ta có thể thấy tiền đạo bên phía Roma sở hữu khả năng dứt điểm một chạm rất cảm giác. Đường truyền dài rất tốt. Huy Hoa vẫn tiếp tục là Huy Hoa. Anh đang quan sát và tìm kiếm các đồng đội của mình. Minh Sẹt. Vẫn còn. Cú dứt điểm từ xa. Vẫn còn, không vào. Thủ thành của các cầu thủ phía Roma Hiếu Trương đã chơi cực kỳ tập trung ở trong tình huống vừa rồi. Và sau tình huống tranh chấp vừa rồi thì trọng tài chính của chúng ta cũng đã cắt coi và đã có pha va chạm giữa tiền đạo bên phía ITC đối với Hiếu Trương. Ủa số 9 tên gì anh? Và người đang thi đấu cao nhất cho các cầu thủ phía ITC đó chính là tiền đạo mang chiếc áo số 9 Trường Heo. Và có vẻ như thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía ITC. Chúng ta hãy cùng xem lại điều gì đã xảy ra. Như vậy thì tỷ số đã được mở dành cho trận cầu. Một không dành cho ITC. Họ là đội bóng kiểm soát bóng hầu như thời gian phân nửa hiệp 1. Tăng sáng lên. Trường Heo trả bóng về tuyến 2 theo bài rất tốt. Đây là Thắng Bảo. Tuy nhiên thì Thắng Bảo đã không thể khống chế bóng thành công và sẽ là đá biên dành cho các cầu thủ phía Roma. Đây là V10. Vẫn là một đường truyền dài quen thuộc của V10 dành cho Anh Quốc. Và sau đó là một cú đánh đầu chiến thuật của tiền đạo mũi nhọn mà cháu số 15 này. Tuy nhiên thì khá đáng tiếc, bên trong đã không có một chiếc bóng áo đỏ nào dâng lên và hỗ trợ dành cho đường truyền của Anh Quốc.
Vẫn còn chơi bóng khá nhịp nhàng của các cầu thủ phía ITC. Đây là thắng bóng, đường truyền rất tốt dành cho Minh Sẹp. Không được rồi, anh không vượt qua được hậu vệ bên phía Roma, đó chính là anh Duy. Anh Lý, tiền vệ đã hoạt động bên Bỉ bên phía Roma. Anh Quân, và đây là cơ hội dành cho các cầu thủ phía Roma. Anh Lý dứt điểm, tuy nhiên thì vẫn không vượt qua được phong đòn gánh. Trung vệ của các cầu thủ phía ITC đang cho thấy mình có khả năng đọc tình huống cực kỳ tốt. Những đường truyền vào trung lộ không thể vượt qua được trung vệ màn cháo số 7 này. Anh đang là điểm tựa cực kỳ tin cậy dành cho thủ thành Thiện Lành. Huy Hoa rất kỹ thuật, chơi bóng cực kỳ tự tin của các cầu thủ phía ITC. Trường Heo, tiếp tục là Trường Heo, đường truyền không thành công, không vượt qua được anh Duy. Tuy nhiên thì trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc, sẽ là đá biên dành cho các cầu thủ phía ITC. Họ vẫn đang ép sân các cầu thủ của Roma FC. Đây là Minh Sẹt, 3 đánh 3 dành cho các cầu thủ phía ITC. Lần này thì là 4 đánh 3. Đường truyền vào trung lộ, vẫn chưa vượt qua được cầu thủ phòng ngự bên phía Roma. Anh Khoa phản công nhanh, không được rồi. Đường truyền không đến được vị trí của anh Bằng. Đây là Minh Sẹt, V10. Đây là anh Lý, đường truyền rất nhanh dành cho anh Quốc. Tuy nhiên thì một lần nữa phong đòn gánh lại có thể đánh chặn thành công. Và đây sẽ là phản công dành cho ITC. Đường truyền dọc biên, vẫn chưa vượt qua được cầu thủ mai cháo số 6 bên phía Roma. Những đường truyền cuối cùng là khá thiếu chính xác đến từ các tiền vệ của ITC. Đá biên dành cho Roma FC. Vẫn là những đường truyền dài quen thuộc, tuy nhiên thì nó không vượt qua được Minh Sẹt. Đường truyền vẫn quá thiếu chính xác đến từ các đường truyền của các tiền vệ bên phía ITC. Vẫn còn một bức đen trong chân của ITC, và đây là cơ hội tấn công dứt điểm, không vào. Người có tình huống xoay sở bên phía cánh trái và tung ra cú đặt lòng, đó chính là thắng bóng. Tuy nhiên thì bóng đã đi vọt xa khung thành của Tô Thanh Hiếu Trường, khá đáng tiếc. Đây chính là hậu vệ mang chiếc áo số 4 bên phía ITC, người hoạt động rất tốt bên phía hành lang cánh trái. Và đó là tình huống tấn công thứ hai mà thắng bóng tạo ra nguy hiểm dành cho Tô Thanh Hiếu Trường. Tiếp tục là đá phạt góc dành cho ITC. Đánh đầu không thành công, vẫn còn trọng tài xác định không có tình huống phạm lỗi trong phóng vừa rồi. Và đây sẽ là phản công dành cho các cầu thủ bên phía Roma. Anh Lý dứt điểm, vẫn không vượt qua được phong đòn gánh. Tăng sáng lên, sẽ là đá biên, đá phạt góc dành cho các cầu thủ phía Roma. Anh Lý, vẫn là anh Lý. Tuy nhiên thì trọng tài xác định đã có pha phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Đó chính là một pha phạm lỗi từ phía sau đến từ Kiều Béo. Như vậy thì sẽ là quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ phía Roma. Có vẻ như thì người thực hiện cú sút phạt trực tiếp này đó chính là trung vệ mà áo số 7 V10, cầu thủ sở hữu lực sút rất tốt bên phía Roma. Đây chính là V10 cùng với Thiện Lành. V10 vào siêu phẩm ở trong trận cầu cuối cùng của các cầu thủ Roma. Người lập công đó chính là V10. Một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ đẹp mắt. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa cú sút phạt thân sâu của V10. Nó hoàn toàn đánh bại thủ thành Thiện Lành.
bản thân đang trong trận của cầu thủ của AFC 1 thành phố Hồ Chí Minh. Quá hay dành cho V10 ở trong trận cầu cuối cùng này. Tỷ số đã được nâng cân bằng một đều dành cho các cầu thủ bên phía Roma. Cực kỳ đẹp mắt. Quá hay dành cho trung vệ bên phía có vẻ như sau tình huống vừa rồi thì thủ thành của Roma FC đang bị đau cùng với một cầu thủ của ITC. Nãy đầu đập vô cái búp. Dạ, đập vô cái. Thủ thành bên phía Roma đang tỏ ra khá đâu. Và đây cũng là thủ thành duy nhất bên phía Roma và anh đang chơi rất tốt. Là một điểm tựa cực kỳ tin cậy dành cho hàng phòng ngự của Roma. Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng thủ thành này sẽ không gặp phải những chấn thương nào khá đáng kể. Trận mới làm được 2 trận à? Trận đang làm trận thứ mấy rồi? Trận thứ 2. Rồi hiệp mấy rồi? Hiệp 1. Và có vẻ như thì thủ thành bên phía Roma là không thể tiếp tục thi đấu. Không, có vẻ như thì đó là tiếng còi kết thúc hiệp 1 trong tay. Và chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút để đến hiệp 2. Đây là trận cầu cực kỳ hấp dẫn. Tỷ số đang là 1-0 giữa Roma cùng với ITC.
Xin chào tất cả các bạn, chúng ta hãy cùng trở lại với hiệp 2. Đây là trận cầu chung kết giữa Roma cùng với ITG. Tỷ số đang là 1-1. Ở những phút cuối cùng của hiệp 1 thì V10 đã có một tình huống xuất phạt cực kỳ đẹp mắt để giúp cho các cầu thủ phía Roma có một tinh thần thoải mái để bắt đầu hiệp 2. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ lên ngôi ở trong trận cầu này, ITC hay sẽ là Roma AC. Như vậy thì tiếng còi bắt đầu hiệp 2 của trọng tài chính cũng được vang lên. Đây chính là trung vệ, người tiếp thêm sức mạnh dành cho các cầu thủ phía Roma. V10 vẫn là một đường truyền dài quen thuộc hướng đến vị trí của Anh Quốc. Cú dứt điểm từ xa, người của cũ vùng chân vừa rồi đó chính là hậu vệ trái mang chiếc áo số 6 Anh Duy. Lực sút là rất tốt, tuy nhiên thì bóng đã đập vào người một cầu thủ phòng ngự bên phía ITC. Và đây là Anh Quốc, tuy nhiên thì không vượt qua được trung vệ phong đòn gánh bên phía ITC. Người đang chơi rất tròn vai bên phía ITC FC. Tiếp tục là phong đòn gánh. Đây chính là Quân Núi, Minh Sẹt. Tiếp tục là phong đòn gánh, rất nhịp nhàng, chơi bóng cực kỳ bình tĩnh. Đây là Kiều Béo, người sẽ thi đấu vị trí trung vệ trong hiệp 2 này dành cho ITC. Trả bóng về dành cho phong đòn gánh. Đây là Thái Dưới, tiếp tục một đường truyền dài của Thái Dưới dành cho Trương Heo. Tuy nhiên thì bóng đã đi hết đường biên dọc, sẽ là đá biên dành cho Roma. Anh Lý vẫn còn. Đây chính là Anh Duy. Tiếp tục là Anh Duy, rất kỹ thuật Anh Duy. Có vẻ như thì đã có tình huống phạm lỗi trong pha bóng vừa rồi. Trọng tài xác định có vẻ như thì đó là một tình huống phạm lỗi từ phía sau của Thái Dũi đối với Anh Duy. Như vậy thì sẽ là quả đá phạt trực tiếp đầu tiên ở trong hiệp 2 này. Nó thuộc về các cầu thủ phía Roma FC. Có vẻ như thì cơ hội vẫn được tiếp tục trao cho V10. Đây là V10 dứt điểm, rất nguy hiểm. Lực bóng đi là căng như kẻ chì. Tuy nhiên thì lần này cú sút của V10 lại không vượt qua được hàng rào bên phía ITC. Vẫn sẽ là một đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía Roma. Ép sân liên tục của các cầu thủ áo đỏ đối với khung thành của thủ thành Thiện Lành. Đánh đầu vào, cú bật nhảy rất hay của anh Lý. Như vậy thì tỷ số và lợi thế đang nghiêng về các cầu thủ bên phía Roma, 2-1 rồi. Đó là một cú đánh đầu cực kỳ tốt của anh Lý. Thủ thành Thiện Lành đã chỉ có thể đứng nhìn quả bóng đi vào lưới mà thôi. Rất hay. Tỷ số là 2-1 rồi. Quả đá phạt góc như đặt thẳng quả bóng vào đầu của anh Lý. Cơ hội mở ra rất rõ rệt dành cho các cầu thủ phía Roma. Chúng ta có thể thấy rằng tỷ lệ kiểm soát bóng hầu như nghiêng về các cầu thủ bên phía ITC. Tuy nhiên thì trên bảng tỷ số, trên bảng điện tử thì lợi thế đang thuộc về các cầu thủ phía Roma. Họ tận dụng cơ hội rất tốt. Chỉ với tình huống tấn công đầu tiên ở trong hiệp 2 này thôi thì các cầu thủ phía Roma đã có bàn thắng. Như vậy thì đã có pha phạm lỗi giữa Kiều Béo cùng với anh Khoa bên phía Roma. Không, có vẻ như thì đó chính là anh Duy, người đã có công rất lớn ở trong tình huống nâng tỷ số thành 2-1 dành cho Roma. Tăng sáng lên em, tăng hay rất kìa. Kiều Béo đánh chặn thành công. Đây là Minh Sẹt, tiếp tục là Minh Sẹt. Đang có quá nhiều những chiếc bóng áo đỏ trước khung thành của thủ thành bên phía Roma. Cú dứt điểm từ xa không thành công rồi. Anh ơi, thủ thành tên gì anh? Thủ thành Thế Anh Hiếu tên gì? Thủ thành Thế Anh Hiếu tên gì anh? Tiếp tục là những đường truyền dài quen thuộc của các cầu thủ phía Roma. Có vẻ như thì thủ thành thay thế
Thủ thành Hiếu Chương ở trong những phút cuối cùng của hiệp một, đó chính là cầu thủ mang chiếc áo số 4 Anh Thành, một thủ môn bất đắc dĩ bên phía Roma FC. Khi mà thủ thành số 1 của họ đó chính là Hiếu Chương đã không thể tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên thì đây sẽ là quả đá phạt trực tiếp thứ hai của các cầu thủ Roma ở trong hiệp 2 này. Điểm đặt bóng là đối diện với khung thành của thủ thành Thiện Lành. Và đứng trước bóng có vẻ như thì đó chính là Anh Khoa cùng với Vi Mười. Ai sẽ là người thực hiện cú sút phạt này đây? Có vẻ như thì đó chính là Vi Mười. Vẫn chưa vượt qua được hàng rào. Mất bóng khá đáng tiếc. Tuy nhiên thì vẫn có thể bộc lộ thành công đến từ vị trí của Anh Khoa. Đây là anh Lý dứt điểm. Khá nguy hiểm, vẫn còn. Tranh chấp đánh đầu không thành công. Đó là một cú dứt điểm rất tốt đến từ tiền vệ trung tâm của Roma FC. Khá đáng tiếc khi anh không thể thực hiện thành công cú sút xa rất đẳng cấp vừa rồi. Lực bóng đi là cực kỳ căng. Tuy nhiên thì bóng lại đập xa ngang khung thành của thủ thành Thiện Lành. Rất may mắn dành cho các cầu thủ bên phía ITC. Tiếp tục là anh Lý. Vẫn là lên bóng dành cho các cầu thủ phía Roma. Anh Quốc không chịu bóng, không thành công rồi. Nguy hiểm đã trôi qua trước khung thành của thủ thành Thiện Lành. Đây là Quân Núi, Minh Sẹt, giật gót rất cảm giác. Trường Hiếu, rất tốt, dứt điểm không vào. Đó là một miếng đánh đập nhã rất hay của các cầu thủ phía ITC. Tuy nhiên thì lần này người chiến thắng đó chính là thủ môn bất đắc dĩ phía Roma Anh Thành. Anh đã có một pha nhồi người và cản phá cú đặt lòng rất tốt. Có vẻ như thì thủ thành bất đắc dĩ bên phía Roma cũng đang giúp cho thủ thành Hiếu Chương rất an tâm ở ngoài đường biên. Sẽ là đá biên dành cho các cầu thủ phía Roma. Vẫn là một đường chuyền dài. Tuy nhiên thì lần này nó không hướng đến được vị trí của các đồng đội bên phía Roma FC. Sẽ là ném bóng lên dành cho thủ thành Thiện Lành. Đây chính là Thái Duy, người sẽ thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Minh Sạc. Cắt bóng rất tốt đến từ vị trí của Vi Mười. Đây là anh Lý, đường chuyền. Anh Bằng, đường chuyền rất tốt. Anh Quốc chưa đánh bại được thủ thành Thiện Lành. Tuy nhiên thì chỉ với 4 điểm chạm mà thôi, các cầu thủ phía Roma đã có thể uy hiếp được khung thành của thủ thành Thiện Lành. Và đó sẽ là lời cảnh giác dành cho hàng phòng ngự của các cầu thủ phía ITG. Họ đang để và lộ ra khoảng trống là quá nhiều dành cho đối phương. Anh Lý rất kỹ thuật. Vẫn còn. Bọc lót cho nhau rất tốt của các cầu thủ Roma FC. Đường chuyền dài không vượt qua được trung vệ Vi Mười. Ở trong hiệp 2 này thì hàng phòng ngự bên phía Roma đang chơi cực kỳ tốt. Và có vẻ như thì bên phía ITC đã có sự thay đổi người đầu tiên. Người rời sân đó chính là Minh Sẹt. Và người vào thay cho anh đó chính là cầu thủ mang chiếc áo số 17, Huy Hoa. Anh sẽ thi đấu chám vào vị trí mà Minh Sẹt đã để lại. Đây là Huy Hoa. Phong đoan gánh dâng lên rất cao của trung vệ mang chiếc áo số 7 bên phía ITC. Tiếp tục là phong đoan gánh. Toàn bộ đội hình của ITC đang nghiêng về nửa phần sân của Roma. Có vẻ như thì họ đang quyết tâm để có thể có bàn thắng cân bằng tỷ số trong hiệp 2 này. Không thể để thua được. Phong đoan gánh. Đây là Huy Hoa. Bên trên đang có Trương Heo. Dọc biên. Rất kỹ thuật của cầu thủ mang chiếc áo số 4 Thắng Bảo. Tuy nhiên thì đường chuyền chọc khe của anh lại không đến được vị trí của Trường Heo. Vẫn có vẻ như thì trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Đây là Thái Duy. Phong đoan gánh. Cú dứt điểm từ xa của phong đoan gánh. Nó không có gì nguy hiểm dành cho thủ thành Anh Thành. Lực bóng đi là khá nhẹ. Kiều Béo.
Đây là Huy Hoa, cầm bóng rất bình tĩnh của tiền vệ mang áo số 17 này. Thái Duy, đường chuyền không thành công rồi. Đây là anh Lý, mở ra cơ hội phản công nhanh dành cho các cầu thủ phía Roma. Vẫn tiếp tục là anh Lý, đường chuyền anh Quốc, dứt điểm không vào. Vẫn còn, đây là anh Khoa, cơ hội vẫn còn dành cho các cầu thủ phía Roma. Anh Lý, cơ hội vẫn còn, tiếp tục là anh Lý. Xử lý bóng không thành công rồi. Tuy nhiên thì bóng cũng đã chạm chân vào trong tay. Như vậy thì sẽ là vẫn còn. Như vậy thì sẽ không có tình huống trả bóng. Tiếp tục là tình huống phát động tấn công dành cho các cầu thủ bên phía ITC. Đường chuyền dứt điểm không vượt qua được trung vệ V10. Nguy hiểm đã cho qua trước khung thành của anh Thành. Tăng sáng, tăng sáng. Rất tốt, khoảng trống là rất nhiều. Đây là anh Bằng, anh Bằng dứt điểm ngay. Bóng đi trên cột dọc khung thành của Thủ Thành Thiện Lành. Một cú dứt điểm cực kỳ quyết đoán của hậu vệ trái mang áo số 9 này. Tuy nhiên thì khá đáng tiếc, cú chích mũi qua nó không thành công. Huy Hoa, Thắng Bảo, tiếp tục là Huy Hoa. Chơi bóng ở tiếng giữa rất nhịp nhàng của các cầu thủ phía ITC. Đi bóng không thành công đến từ vị trí của Phong Đồng Gánh. Tuy nhiên thì anh Bằng đã thực hiện một đường chuyền khá nhẹ dành cho anh Quốc. Cơ hội phản công dành cho các cầu thủ phía ITC. Đây là Phong Đồng Gánh. Tuy nhiên thì trung vệ bên phía ITC đã không thể vượt qua được trung vệ bên phía Roma. Cuộc đối đầu giữa hai trung vệ. Có vẻ như thì bên phía Roma FC cũng đã có sự thay đổi người. Khi người vào sân đó chính là anh Quân. Và người phải rời sân thay cho anh đó chính là anh Bằng. Không có gì nguy hiểm. Một pha treo bóng vào trung lộ, tuy nhiên thì không có những chiếc bóng cầu thủ nào của ITC băng vào băng cắt. Chúng ta đang ở trong những phút cuối cùng của trận cầu này. Và lợi thế vẫn đang nghiêng về Roma FC với tỷ số là 2-1. Đây là Huy Hoa, đường chuyền dọc biên rất tốt dành cho Trường Heo. Kiều Béo, có vẻ như thì Phong Đoàn Gánh sẽ được đá cao hơn. Và Kiều Béo sẽ là người thi đấu trung vệ dành cho ITC. Cú dứt điểm thì sao? Khá nguy hiểm. Vừa rồi thì bóng lại đập cột dọc khung thành của Thành Thiện Lăng. Thực sự thì ở trong hiệp 2 này đang khá thiếu may mắn dành cho những cú dứt điểm của các cầu thủ phía ITC. Thủ thành Thiện Lành bên phía Roma ở trong hiệp 2 này vẫn đang nhận được khá nhiều những sự may mắn. Huy Hoa, đây là Thắng Bảo, người vừa có cú xuất xa cực kỳ uy lực. Tuy nhiên thì đường truyền cho Phong Đoàn Gánh là không thành công. Bóng đi quá cao. Tăng sáng liên tục luôn em. Tối xuống rồi. Đường truyền dài. Tuy nhiên thì nó quá sâu so với đà băng xuống của tiền đạo mang áo số 15 Anh Quốc. Có vẻ như thì ở trong hiệp 2 này tiền đạo của Roma đang khá đói bóng. Vẫn chưa có quá nhiều những tình huống chạm bóng và dứt điểm của cầu thủ mang áo số 15 này. Và có vẻ như thì đó chính là tình huống cản người không bóng đến từ vị trí của anh Lý. Như vậy thì sẽ là đá phạt trực tiếp dành cho ITC. Đây sẽ là cơ hội rõ rệt dành cho các cầu thủ ITC có thể có bàn thắng công bằng tỷ số. Đá phạt nhanh, rất nguy hiểm. Đây là Phong Đồng Gánh. Vẫn chưa có quá nhiều những nguy hiểm về phía khung thành của Thủ thành Thiện Lành. Đường truyền vào là không thành công đến từ vị trí của Phong Đồng Gánh. Nếu như đó là một đường truyền vào thành công dành cho Trường Heo thì chắc chắn sẽ là bàn thắng công bằng tỷ số dành cho ITC. Lỗi rồi, đã có tình huống phạm lỗi từ phía sau đối với Kiều Béo. Và tiếng còi của trọng tài cũng đã được vang lên. Huy Hoa,
cần phải chơi với nhịp độ nhanh hơn nữa đối với các cầu thủ phía ITC, vì đây là những phút thi đấu cuối cùng rồi. Tiếp tục là Huy Hoa, đường truyền dài của Thái Duy, vẫn là những tình huống đánh chặn rất tốt của các cầu thủ bên phía Roma FC. Lần này người có pha ngăn chặn thành công đó chính là hậu vệ phải mang chiếc áo số 16 Anh Khoa. Tuy nhiên thì sức ép vẫn đang rất lớn về phía khung thành của Thủ Thành Thiện Lành. Toàn bộ đội hình của ITC đang dần lên rất cao. Kịp không? Vẫn còn. Băng ra đến từ vị trí của Thành Thiện Lành, có vẻ như thì đã có một tình huống chơi bóng bằng tay qua vòng cấm, đá phạt nhanh. Đây là thắng bảo dứt điểm không vào. Khá đáng tiếc dành cho những cú dứt điểm của các cầu thủ bên phía ITC. Và nói riêng đó chính là Hiếu Bảo. Thắng Bảo, anh đã có hai cú dứt điểm về phía khung thành của Thành Thiện Lành. Tuy nhiên thì vẫn chưa có bàn thắng cân bằng dành cho các cầu thủ phía ITC. Phong Đồng Cảnh tiếp tục là thắng Bảo. Anh Quân mất bóng khá đáng tiếc, khá lộn xộn trước khung thành của Thành Thiện Lành. Và sau đó là một đường truyền dài dọc biên rất tốt dành cho Anh Quốc, dứt điểm ngay. Anh đã vấp phải sự ngăn chặn cực kỳ quyết liệt của trung vệ Kiều Béo bên phía ITC. Và cú dứt điểm cũng là khá nhẹ. Tiền đạo này không có một lợi thế đầy đủ thuận lợi để có thể tung rao của dứt điểm mạnh về phía khung thành của Thiện Lành. Tắt miệng không chị? Xài chân kia tiếp mà. Đường truyền dài vẫn không thành công. Tuy nhiên thì vẫn bóng vẫn đang trong chân của các cầu thủ phía Roma. Đây là Vi Môi, tranh chấp rất kinh nghiệm đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 6, đó chính là Quân Núi. Đây là thắng Bảo, vẫn là một cú dứt điểm quen thuộc không vào. Liên tục là những cú dứt điểm từ xa với độ chính xác cực kỳ cao đến từ cái chân phải của thắng Bảo. Đây là cú dứt điểm thứ 3 của cầu thủ mang chiếc áo số 4 này. Tuy nhiên thì vẫn chưa có bàn thắng dành cho ITC. Có vẻ như thì bên phía Roma FC đã có sự thay đổi người. Vào sân đó chính là cầu thủ mang áo số 5, đó chính là anh Tiến. Phản công, anh Quốc đang yêu cầu các đội của mình nâng cao, cú chích mỗi ngày. Sau khi quan sát thấy Thủ Thành Thiện Lành bên phía ITC dâng cao, lập tức là một cú dứt điểm từ xa. Tuy nhiên thì độ chính xác không cao. Anh Tiến đã vượt qua được, anh Tiến đến từ vị trí của thắng Bảo, đường chuyền Trương Hiếu vẫn chưa vượt qua được trung vệ Vi Mười. Sức ép đang là rất lớn về phía khung thành của Thủ Thành Anh Thành. Tuy nhiên thì sẽ có quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ bên phía Roma FC. Rất căng thẳng, rất hồi hộp, chúng ta đang ở những phút thi đấu cuối cùng. Ném bóng lên dành cho Thủ Thành Thiện Lành. Đây là Thái Duy, người đang hoạt động bền bỉ nhất bên phía ITC. Cùng với đó là thắng Bảo. Tiếp tục là Thái Duy, đường truyền chọc kè không thành công. Tiếp tục là phản công, lợi thế dành cho các cầu thủ phía Roma. Đây là anh Duy, truyền đi. Như vậy thì đã có tình huống cản người không bóng đến từ các cầu thủ phía ITC. Và lập tức là tiếng còi vang lên của trọng tài. Sẽ là cú thu phạt trực tiếp thứ tư dành cho Roma FC. Tăng sáng lên. Người bị phạm lỗi đó chính là anh Duy. Nếu như đây sẽ là bàn thắng thì nó sẽ là bàn thắng chấm hết dành cho các cầu thủ bên phía ITC FC. Khi bên phía Roma họ sở hữu một cầu đấu có khả năng xuất phạt là lực xuất rất tốt. Đây là Vi Mười. Cú sút thứ 3 không vượt qua được hàng rào của trung vệ bên phía Roma. Tuy nhiên thì vẫn là đá biên dành cho các cầu thủ Roma FC. Cầu bóng vào trung lộ, quá sâu rồi. Như vậy thì tiếng còi kết thúc trong cầu của trọng tài chính cũng được vang lên. Và xin chúc mừng cho các cầu thủ phía Roma. Họ đã có chiến thắng xích sao trước các cầu thủ phía ITC với tỷ số 2-1. Và xin chia buồn cho ITC. Họ đã chơi rất tốt ở trong trận cầu này. Tuy nhiên thì thân may mắn đã nghiêng về bên phía Roma. Và sau khi kết thúc live stream, ekip của đồng hành cùng bóng đá vui Sài Gòn, sân cỏ Long An và điểm nhấn photo,
xin chúc cho các cổ động viên có mặt trực tiếp trên online một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc và đầy may mắn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.